Mến chào các bạn nha. Hôm nay thì mình có nấu cái món canh mướp chia sẻ đến các bạn cái món canh này. Nếu mà hôm nay các bạn không biết làm cái món gì á thì mình xem cái món canh này, nếu mà mình thích thì mình nấu cho gia đình dùng nha. Mình có đây là hai trái mướp nè, hai trái mướp này thì rất là dài luôn nè. Hai trái này là hơn 1 kg nha, khoảng 1,3 kg luôn đó. Rồi bây giờ mình cắt ra làm đôi để mình gọt cho nó dễ ha. Bàn sắt hoặc là mình lấy cái muỗng mình bào á. Nếu mà mình muốn cho cái vỏ của trái mướp á nó còn xanh và nó có cái độ giòn nhiều hơn thì mình lấy cái muỗng mình bào gì nè. Đó thì khi mình nấu lên nữa thì cái da nó rất là giòn luôn ha. Và cái màu nó xanh đẹp nữa. Mà hôm nay á thì mình cũng hơi gấp cho nên á mình bào cho nó nhanh nha. Mướp này thì cái da rất là mỏng luôn nè. Rồi mình đã gọt vỏ xong rồi rửa sạch rồi nè. Rồi bây giờ mình sắt ha. Tùy theo các bạn nha. Nếu mà các bạn thích sắt dài hoặc là sắt ngang hoặc là sắt xéo gì thì mình thích làm sao thì mình sắt vậy ha. Hôm nay thì mình sắt miếng ngang ngang vậy ha. Khúc này nó nhỏ cho nên mình sắt xéo xéo. Rồi đây mình đã sắt xong rồi nè. Bữa nay thì mình nấu với thịt bằm ha, mình cho vô đây là một xíu bột nêm để mình ướp thịt, khoảng nửa muỗng cà phê nước mắm. Mình trộn lên cho thấm ha. Rồi xong rồi để đây mình sẽ đi bắt nước mình nấu ha. Mình có bắt sẵn cái nồi nước. Đây thì mình cho vô nồi 1 lít nước ha, tùy theo các bạn, nếu mà các bạn thích ăn nước nhiều hoặc là ít thì mình cứ điều chỉnh lại nha. Hôm nay thì mình nấu cái cách này thì mình cho thịt vô trong nước sôi luôn nha. Còn nếu mà các bạn thích dầu mỡ thì mình phi phi hành tỏi cho thơm, rồi xong rồi mình để thịt vô mình xào mình nấu ha. Còn cái này thì mình ít có thích ăn dầu mỡ cho nên mình nấu cách này nha. Nấu cách này thì nó sẽ ít có dầu mỡ hơn, mình ăn nó đỡ ngán hơn á. Có nhiều bạn thì mình thích xào thì mình xào xong rồi mình hãy nấu ha. Nước sôi trở lại nè, mình hớt bọt. Rồi đây thịt lúc này cũng chín rồi nè. Rồi nước sôi bừng trở lại thì mình cho mướp vô. Đợi mướp chín thì bây giờ mình sẽ đi sắt hành ngò để ngò mình bỏ canh ha. Rồi đây lúc nãy thì nước sôi trở lại rồi mình nêm nha. Mướp thì cũng rất là nhanh chín luôn nè. Mình sẽ nêm vô đây là 1,5 muỗng cà phê bột nêm.
và 2 muỗng cà phê đường, 2 muỗng lưng nha, tùy theo khẩu vị của các bạn nha. Và 1 muỗng cà phê muối. Thịt nó chìm ở dưới hết trơn nè các bạn nha. Thịt hồi nãy cũng nhiều lắm mà nó chìm ở dưới đáy nồi. Rồi lúc này mình nêm nha. Mình nêm cho vừa ăn xong rồi mình để hành ngồi vô được rồi đó. Rồi mình nêm lại vừa ăn rồi nè. Nước sôi bừng trở lại và mướp chín rồi thì mình cho hành và ngồi vô. Rồi như vậy là cái món canh của mình đã xong rồi đây. Rồi bây giờ thì mình dọn ra để cho gia đình dùng được rồi ha. Rồi thì mình vừa chia sẻ đến các bạn cái canh mướp nấu với thịt bằm ha. Rồi nếu mà các bạn thích cái món canh này thì nấu cho gia đình mình dùng nha. Video mình đến đây thì cũng hết rồi. Mình xin tạm dừng và hẹn gặp các bạn video sau nha.